Thưa quý vị và các bạn, khi có sự vào cuộc tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng thì cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm cả quy định phòng chống dịch. Thế nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng này lại xuất hiện, nhất là vào mỗi dịp cuối tuần. Với tâm lý chủ quan của chủ cả cơ sở kinh doanh và cả thực khách thì những cơ sở này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thành những ổ dịch. Phóng sự phản ánh của các phóng viên Nguyễn Hiểu, Minh Tuấn. Khu vực quy hoạch kiểm Huế, địa bàn giáp ranh giữa ba phường Phú Hội, An Đông và Xuân Phú. Hàng loạt nhà hàng quán bia tấp nập thực khách. Theo quy định, để được hoạt động thì cả cơ sở này phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và chỉ hoạt động 50% công suất. Tuy nhiên, điều dễ dàng nhận thấy là rất khó có thể tuân thủ theo cả quy định trên. Qua đây thì mình sẽ giãn cách bớt và hạn chế lượng khách hàng bớt. Tại vì cái này là do cuối tuần đó, cho nên mình cũng kiểm soát được thôi, có chỉ mình rút kinh nghiệm. Có thể thấy ý thức của người dân và cả cơ sở kinh doanh trong việc tự bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cũng còn những hạn chế nhất định. Việc chủ quan lơ là trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Mình phải thực hiện chứ, vì là nếu đúng quá thì mình cũng phải là cho để đi quán khác bớt cái giảm tải được đi. Rồi khi nào là quán thiếu người trở lại thì mình cho khách vào. Tôi phải có người trực để mà dùng cái bảo vệ để mà dừng dắt chứ. Chứ còn làm như thế thì hơi phức tạp. Mà lỡ dịch bệnh bằng dành gây ra thì nhiều khi phong tránh là không kịp. Khi gặp ý với cả quán nhau nên chấp hành đúng theo luật pháp của nhà nước thôi. Nên giãn cách ra thì giảm bớt đi. Giảm bớt để đừng ảnh hưởng đến những người khác. Tình hình thấy dịch bệnh như các nơi thấy phức tạp, ở Huế mình cũng đã có rồi. Cho nên mỗi người dân mình là phải tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước thôi. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường mà đặc biệt là cái công tác tuyên truyền vẫn tiếp tục. Ngoài cái cam kết là cơ sở đã thực hiện, tuy nhiên một số cơ sở mà không thực hiện nghiêm thì phải có cái răn đe để mà xử phạt, để mà thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường. Hiện nay tình hình dịch đang diễn biến rất là phức tạp. Nhiều cái thành phố, tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rất là khó khăn. Mà tình hình tỉnh mình, bà con mình đã được đi lưu đi tới và vẫn đảm bảo cầm cự được các cái cơ sở kinh doanh thì cố gắng chấp hành nghiêm để vừa đảm bảo cho công tác phòng dịch của địa phương mà vừa đảm bảo sức khỏe cho gia đình người thân mình và cũng giữ vững được cái thành quả để phòng cùng nhau mà phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, việc không đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Huế đã làm tăng nguy cơ tạo thành những ổ dịch nếu như dịch bệnh xảy ra. Để ngăn chặn đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19, rất cần sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người, trong đó đòi hỏi mỗi cá nhân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, cả cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát cả hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để phát hiện kịp thời, nhắc nhở và xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.